Em xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhá. Đấy, tiếp tục lên cho các bác một cái mã dàn đời cao, cao ngất ngưởng luôn. Vâng, là 9 của Onkyo. Đấy. Giá của bộ này em báo luôn nhá. Vâng, giá của nó là 4 triệu 3 nhá. Vâng, 4 triệu 3. Đấy, là các bác có công suất và loa về chỉ việc nghe nhạc thôi. Đấy, đây. Đấy, hàng bãi như vậy em thấy là so với mức độ hàng bãi nào hàng về được như thế này là quá tuyệt vời các bạn. Đấy, công suất là 70W này, chở khá là 4 ôm là còn loa. Đấy, công suất của máy là 56 này. Đấy, có cả con này nhá, thì sau này ví dụ các bác mà muốn ghép thêm súp thì ghép cắm đây cho em này. Súp up vào này. Đấy, cắm vào đây cho em. Đấy. Còn cách đấu nối loa thì dễ rồi. Đấy, vế trái của cầu loa thì có vế một con loa bên trái, còn vế phải của cầu loa thì tương đương con loa phải. Đấy. Điện thoại thì em cắm sẵn rồi, quang em cắm rồi. Quang nó có hai cổng các bác nhá. Quang có hai cổng, cổng in cổng out. Nhớ cho em là cắm cổng in nhá. Cắm cổng in là cổng dưới cùng. Đấy, đừng cắm cổng out. Out là lấy tín hiệu ra mà. AV cũng vậy, in là đầu vào, out đầu ra. Một trong ba cổng cắm cổng nào cũng được. Em chọn cổng trên đầu, trên cùng là cổng line in. Đấy, hiện tại em đang nghe quang này. Đấy. Về kích thước của vỏ loa thì ở đây. Loa ở đây là rộng 17 các bác nhá, rộng 17 đây. Đấy. Sâu của nó là 23. Cao của loa đạt tới là 29. Đấy, con này dòng kiểu mini nhưng mà nó cỡ đại, to. Đấy, kích thước của loa là bass 14, là bass 13. Bass 13 nhưng màng carbon các bác nhá. Bass 13 màng carbon và gân là dòng gân vải xếp. Đấy. Dòng gân xếp. Lón nước nhìn rất là đẹp. Tép thì nó là dòng chép đom rồi, đời cao mà, chắc chắn là chép đom rồi. Thông hơi này, đúng gọi là đẳng cấp của L9 là thông hơi toàn bộ nhảy hết. Nhờ các bác hỏi, ơ em ơi sao cứ phải L9 mới có, L7 có. Vâng, thực ra là L7 ngày xưa nó cũng không có đâu. Các bác là đấy nha, những con L7 cũ ấy không bao giờ có. Chỉ có những con L7 mới giờ như L7 FX hoặc là L7 TX thì nó mới có cái thông hơi kiểu như vậy rồi. Còn các L7 trước không có đâu. Đấy, bởi vì mấy con L7 đời mới này thì nó học cải tiến theo con dòng L9. Đấy, con L9 này thì đại đa số cũng có một số sản phẩm của đời 9 là cũng chưa có thông hơi kiểu như vậy, vẫn thông hơi trên chốc, nhưng mà với hiện tại thì L9 đều thông hơi đặt dưới đáy. Đấy, cách thiết kế này thì nó tạo ra chất bát nó đậm tiếng và nó chắc khỏe và sâu. Đấy. Bởi vì nếu con bát nó không như vậy thì không thể phù hợp với con tép này được, bởi vì con tép của L9 này nó quá sáng, tiếng nó sáng lắm. Nếu mà không có được một con bát nó chất lượng như này thì khó có thể là hai cái nó quện được vào nhau. Đấy. Thế nên là em nghĩ là đây là một cái sự phối hợp giữa con bác con tép cực kỳ hay mà nó chín đem lại cho người chơi có trải nghiệm tưởng như là cực phê luôn. Còn cái chức năng CD và MD này thì hiện tại em có test rồi, thì cái mắt nó hơi kém tí đây. Ví dụ cơ ra vào thì ok. Đấy, nhưng mà cái mắt thì nó hơi kém tí rồi, bị bác nào cần thì về thay mắt mới nha. Hoặc là lau mắt đi xem, nếu được thì đỡ phải thay. Đấy là chọn bộ đây. Giá là 4 triệu 3 các bác nhá. Đấy. Về các bác ghép quang với cả điện thoại em đang ghép này. Quang đây đang nghe thử này. Đấy. Digital chính là cổng quang các bác nhá. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ. Ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay. Hơi ấm chào em tuổi thơ. Đây là cổng quang các bác nhá. Đấy, đấy là đường quang đúng không ạ? Còn em chuyển đường điện thoại này. Em vừa cắm cổng line đúng không? Này, chuyển đến cổng line ngay lập tức đèn nó sẽ nháy ngay. Anh lạc thơ vui khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Vì mưa gió
anh bước đi. Cô nàng huyên đôi mi ngóng theo đường vắng vẻ, hỏi con ai có chi. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng cũng trông vơi một người xa cuối trời. Nơi đây khuyên gác canh dài mòn kia vẫn ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tênh, chỉ còn em với anh. Thật sự mà nói các bác là con bát này của anh quá hay các bạn, anh quá hay luôn. Khi nó quậy với con tép của anh ra tiếng nó ngọt dã man các bạn đấy. Thì mọi thông tin chi tiết thì cứ liên hệ trong qua số điện thoại là 0966 594 581 các bạn nhá. Vâng. Hoặc các bác có thể gọi số 0979891682 đấy. Hay là có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà em được. Qua địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Em xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo của bên cửa hàng Nguyễn Audio nhá.